Bamboo Airways khởi động lại 5 đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10 năm 2021. Bamboo Airways dự kiến sẽ khai thác các đường bay thành phố Hồ Chí Minh tới Thanh Hóa, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc. Căn cứ ý kiến thống nhất của cơ quan chức năng với các địa phương, trước tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, Bamboo Airways dự kiến khôi phục 5 đường bay hai chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc. Với các đường bay còn lại, hãng sẽ tiếp tục theo sát chỉ đạo của cơ quan chức năng trên cơ sở thống nhất ý kiến với các địa phương để xây dựng lịch bay. Theo quy định của nhà chức trách, hành khách đi máy bay phải. Tuân thủ thông điệp 5K. Khai báo y tế và có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Ngoài điều kiện kể trên, Hành khách xuất phát từ vùng được đánh giá là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ trên bản đồ dịch tễ các tỉnh. Thành phố phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành. Bamboo Airways sẽ mở bán vé trên toàn hệ thống bao gồm website, các đại lý chính thức và phòng vé ngay khi có sự cho phép của cơ quan chức năng. Hãy theo sát các thông tin mới nhất được cập nhật của chúng tôi để không bỏ lỡ các chuyến bay xanh an toàn nhé. Bamboo Airways chính thức khai thác trở lại 12 đường bay khứ hồi nội địa. Bamboo Airways chính thức mở bán 12 đường bay trên website của hãng. Theo đó, hãng sẽ khai thác 12 đường bay này với tần suất 2 chuyến tuần trong mỗi đường bay. Ngay từ ngày 10 tháng 10 năm 2021, bạn đã có thể trở lại bầu trời với ngày mình bay cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, ngày 12, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ngày 11, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, ngày 10, ngày 14 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, ngày 13, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, ngày 12, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, ngày 11, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, ngày 10, ngày 14 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, ngày 13, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, ngày 12, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ngày 11, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, ngày 10. Ngày 14 tháng 10 năm 2021. Hà Nội, Đà Nẵng, ngày 11, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Vé đã chính thức mở bán trên toàn hệ thống đại lý chính thức và các phòng vé của Bamboo Airways trên toàn quốc.